Xin chào tất cả mọi người, nhắc tới phân khúc sedan hạng B trong nước, có lẽ đây là phân khúc khốc liệt nhất bởi dường như tất cả các hãng xe phổ thông tại Việt Nam đều có sản phẩm trong phân khúc này. Ngày hôm nay mình lựa chọn Honda City RS và Nissan Almera phiên bản CVT cao cấp nhất bởi đây đều là những phiên bản thuộc thế hệ mới nhất trong khi các đối thủ vẫn đang là facelift. 599 triệu đồng, thêm 5 triệu đồng nữa để sở hữu màu đỏ và 579 triệu đồng. Ưu nhược điểm cụ thể của chúng ra sao? Mời các bạn hãy cùng nhau đón xem. Đi vào thiết kế đầu xe thì mình nghĩ rằng mỗi mẫu xe một vẻ, nhưng mình tin là cả hai hãng thì đều làm tốt điểm này, nên có lẽ để mở đầu video thì mình sẽ dành điểm cộng cho cả hai. Còn đi vào chi tiết thì cụm đèn chính trên City RS cũng như là Almera phiên bản CVT cao cấp nhất đều được trang bị cụm đèn LED. Tuy nhiên thì cảm biến phía trước dường như là một điều khá xa xỉ trong phân khúc hạng B. Chỉ có Toyota Vios 2021 mới có cảm biến ở phía trước, nhưng Almera lại ghi điểm hơn khi có camera 360 độ, một điểm cộng cho Almera. Sang đến phần thân thì mình nghĩ rằng Honda City RS sẽ ăn điểm hơn nhờ vào phần mâm kích thước 16 inch lại còn được phay xước hai tông màu, trong khi Nissan Almera thì vẫn là mâm 15 inch, thiết kế mâm thì khá cơ bản. Mặc dù bề rộng lốp của Nissan Almera là lớn nhất ở trong phân khúc, tuy nhiên thì xét về tính thẩm mỹ, mình nghĩ rằng mình vẫn sẽ cho một điểm cộng về Honda City RS. Còn về kích thước tổng thể thì như các bạn thấy đấy, mình đã để phía bên dưới thì Honda City RS sẽ tỏ ra nhỉnh hơn về chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Tuy nhiên thì chiều dài cơ sở của Nissan Almera thì lại dài hơn 20mm so với cả Honda City RS. Mình nghĩ rằng phần này thì có lẽ mình sẽ không cho điểm bởi vì thực tế thì những con số này không quá chênh lệch nhau. Nhưng điểm trừ của cả hai mẫu xe này đó là vẫn chưa trang bị phanh đĩa ở phía sau mà vẫn sử dụng phanh tăng trống. Để kết thúc một vòng ngoại thất thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn phần đuôi. Cả hai mẫu xe này phiên bản cao cấp nhất thì đều được trang bị cụm đèn hậu LED. Thực ra thì điều này cũng bình thường thôi, chứ bây giờ mà không trang bị đèn LED mới là điều đáng để nói, đúng không ạ? Còn ở phía dưới đây thì cả hai mẫu xe đều chưa được trang bị cảm biến lùi ở phía sau. Mình nghĩ rằng có lẽ là học hỏi nhau. Còn về dung tích cốp chứa đồ thì Nissan Almera có dung tích là 482 lít, trong khi Honda City RS là 539 lít, một điểm cộng cho Honda City. Tuy nhiên ở dưới này thì cả hai mẫu xe này đều không thể gập được hàng ghế thứ hai để thông về khoang hành lý, tăng thêm thể tích chứa đồ. Và một điểm nữa đó là về lốp dự phòng thì cả hai mẫu xe này đều sử dụng vành nhỏ. Chắc lại một chi tiết học hỏi nhau. Bước vào bên trong nội thất thì mình nhận thấy cả hai đều thể hiện được sự tươi mới, nhưng có lẽ mình sẽ dành ngay một điểm cộng cho Nissan Almera bởi cụm đồng hồ sau vô lăng đây có một màn hình kích thước 7 inch lại còn có màu, trong khi nhìn sang Honda City RS thì chỉ là một màn hình đơn sắc nhỏ tí. Mình chán, mình chẳng buồn nói nữa. Và cũng nhờ màn hình có màu này mà mình biết chính xác là cửa nào chưa đóng, trong khi Honda City RS thì chỉ báo là cửa vẫn đang mở mà thôi. Đó. Thì thế nên mình sẽ nhờ bạn editor cộng thêm một điểm cộng nữa cho Almera, vậy là sẽ có hai điểm cộng ở đây. Về màn hình giải trí thì cả hai đều được trang bị màn hình có kích thước 8 inch, có thể nói là nhỉnh nhất ở trong phân khúc, và cả hai thì cũng đều có kết nối Apple CarPlay. Đó. Nhưng mà về màu sắc thì mình ưng trên Almera hơn một chút xíu, nhưng còn về gọi là độ nhạy của màn hình, đặc biệt là các thao tác như là cuộn chuột ở đây thì mình thích ở trên City hơn một chút. Và bây giờ thì mình sẽ điểm qua những điểm gọi là điểm cộng của City so với Almera. Đầu tiên đó là có ga tự động, Cruise Control. Thứ hai là có bệ tì tay, và thứ ba đó là có 8 loa thay vì là 6 loa. Nhưng ngược lại thì Nissan Almera lại có những điểm dẫn đầu trong phân khúc, ví dụ như là camera 360 độ, điểm này thì lúc trước mình đã cộng rồi nhá. Rồi có cảnh báo điểm mù hay là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, và còn có cả cảm biến chuyển động ở xung quanh nữa. Và một điểm không thể không kể tới đó chính là điều hòa, thì chắc chắn điều hòa của Almera là mát nhanh và sâu hơn so với cả Honda City RS. Ủa, sao cứ như là mình đang cãi nhau với chính mình ấy nhỉ? Nào, bước xuống hàng ghế thứ hai thì cũng phải chia sẻ với các bạn rằng cả Almera và City RS thì đều sử dụng ghế chất liệu nỉ. Nhưng có lẽ ở City thì gọi là hơn một chút xíu khi mà sử dụng giữa chất liệu nỉ pha với da trơn và da lộn. Tuy nhiên thì những phần mà mình tiếp xúc nhiều nhất, ví dụ như là đùi này hay là lưng, thì lại vẫn là nỉ thôi. Thế nên mình nghĩ rằng là phần này thì mình sẽ không cho điểm. Cả hai thì phần tựa đầu đều không thể chỉnh cao thấp được. Nhưng nếu như Almera thì có phần tựa đầu mềm hơn thì bù lại City lại có phần tựa đầu bằng da. Và bây giờ sẽ là điểm hơn, ví dụ như có bệ tì tay. Tất nhiên là chỉ có phiên bản cao cấp nhất City RS thì mới có bệ tì tay thôi nhá. Rồi ở dưới này thì chúng ta sẽ có thêm cửa gió điều hòa. Đây là hai điểm cộng lớn của City RS.
Nói về không gian ở hàng ghế phía sau thì Nissan Almera sẽ nhỉnh hơn 20mm về chiều dài cơ sở so với cả Honda City. Nhưng thực tế thì các bạn thấy đấy, hơn nhau 2cm này thì cũng khó để có thể nhận ra sự chênh lệch, bởi dẫu sao thì cả hai mẫu xe này đều làm khá tốt về khoảng không gian ở hàng ghế phía sau. Còn tất nhiên mình sẽ không nói thêm việc Honda City RS thì sẽ có thêm hai cổng tẩu thuốc và các bạn sẽ phải tốn tiền thêm cho Shopee. Trong khi đó thì Nissan Almera thì trang bị sẵn hai cổng USB-A để có thể ví dụ cắm thẳng như thế này. Only you and you are alone. Về động cơ thì Honda City sẽ nhỉnh hơn khi sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên có công suất cực đại đạt 119 mã lực, trong khi Nissan Almera sẽ sử dụng động cơ 1.0 lít tăng áp có công suất 100 PS quy đổi là khoảng 99 mã lực. Dù rằng trọng lượng của Almera sẽ nhẹ hơn so với cả City, tuy nhiên thì con số công suất chia trọng lượng của City sẽ nhỉnh hơn khi mà đạt 0.104 mã lực trên 1kg, trong khi Almera chỉ là 0.090 mã lực trên 1kg. Thế nên một điểm cộng cho City. Tuy nhiên thì Almera lại giành được một điểm cộng khác khi mà có mô men xoắn cực đại lớn hơn khi mà đạt 152 cho tới 160 Nm. City thì chỉ đạt 145 Nm mô men xoắn mà thôi. Và một điểm cộng nữa dành cho Almera đó là về khoảng sáng gầm xe khi mà đạt 155mm thay vì chỉ có 134mm như là City. Và để kết thúc một phần cộng điểm ở đây thì mình sẽ dành một điểm cộng cho Honda City khi mà mẫu xe này có bán kính vòng quay nhỏ hơn chỉ 5m trong khi Almera là 5.2m. Trong một video so sánh đối đầu trực tiếp như thế này thì không gì thú vị hơn bằng việc cho cả hai mẫu xe drag, đó chính là thử khả năng tăng tốc. Tuy nhiên thì như lúc trước mình đã chia sẻ rồi, tỷ số công suất chia trọng lượng của City lớn hơn so với cả Almera, nhưng Almera lại có sức kéo lớn hơn và lại chỉ đạt ngay từ vòng tua 2.400 cho tới 4.000 vòng một phút, nên quả thật mình cũng đang rất nóng lòng rồi đây. Ê, biết đua xe không? Đua? Em chỉ sợ anh thua em thôi. Vâng, cũng khá thú vị đúng không ạ? Quả nhiên thì mỗi mẫu xe sẽ thể hiện theo một cách hay khác nhau, và mình vẫn bảo lưu quan điểm của mình trong từng bài đánh giá như là Nissan Almera mình đã để góc phải màn hình hay là Honda City RS trước đó. Nếu như Nissan Almera trong một vài trường hợp thì có thể thấy là nước đầu ấn tượng hơn cũng như mà vẫn cảm nhận được độ trễ của turbo, thì Honda City RS lại đặc biệt ở chỗ đó là có chế độ S. Chế độ S này thì cho mình cảm nhận được sức kéo của động cơ cũng như là độ nhạy của chân ga một cách rất rõ ràng. Và càng về cuối, càng về nước hậu thì mình càng cảm nhận được mẫu xe này sẽ vượt trội hơn so với cả đối thủ. Tuy nhiên thì Nissan Almera với mình cũng có rất nhiều thứ hay, nhất là với động cơ turbo. Lúc đầu tiên thì mình cũng không nghĩ rằng là nó có thể bốc được như thế. Đúng nghĩa là từ khoảng 2.000-2.400 cho tới 4.000 đấy. Trong bài này thì mình sẽ không quan trọng là chuyện chiếc xe nào sẽ thắng chiếc xe nào, mà quan trọng nhất đó là về mặt cảm xúc. Tất nhiên nếu như các bạn đòi hỏi rằng hai mẫu xe này cần phải thể hiện như là khả năng tăng tốc một cách nhanh hơn, thì mình khuyên thật với các bạn đó là chỉ có thể tìm thấy ở những mẫu xe có dung tích động cơ lớn hơn mà thôi. Còn xét về khả năng vận hành thì Honda City RS ngày hôm nay hay Nissan Almera đều tạo ra một bộ mặt khác biệt hoàn toàn ở trong phân khúc, và cả hai thì đều xứng đáng nhận được những lời khen.
Với mình thì vô lăng cũng khá quan trọng, bởi vì vô lăng là thứ mà chúng ta sẽ cầm nắm cũng như là cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Thế thì vô lăng trên Honda City RS thì mình vẫn sẽ thích hơn so với cả Nissan Almera, từ độ siết của vô lăng hay là phản hồi từ mặt đường, hay ngay cả phần da này cũng thế thôi, rất là nịnh tay. Giá như Nissan Almera mà có thể cho độ siết vô lăng cứng hơn và thật hơn một chút thì có lẽ mình cũng sẽ thích hơn nhiều. Tuy nhiên thì về động cơ 1.0 turbo của Nissan Almera thì vẫn luôn làm cho mình cảm thấy ấn tượng hơn. Và giá như Honda Việt Nam cũng mang động cơ 1.0 turbo giống như bên Thái về lắp cho City RS thì sẽ hay biết mấy. Honda City và Nissan Almera đều có những chế độ lái. Honda có chế độ tiết kiệm Econ, bình thường ở số D và phấn khích ở số S. Còn Almera có Sport, kích hoạt bằng nút bấm ở vị trí không dễ nhìn. Cũng có chế độ bình thường ở lái D và một chế độ mà mình hơi buồn cười, chỉ đơn giản là số L để có sức kéo lớn khi leo đèo. Nhưng Nissan cũng gọi đó là chế độ số kéo. Thế là Nissan Almera cũng có 3 chế độ lái nghe khá oách. Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm, Honda City cho cảm giác khác biệt hơn hẳn ở chế độ S và D ở bình thường. Chân ga nhạy hơn, vòng tốt lập tức được đẩy cao. Còn Almera dù đã làm rất tốt ở chế độ D, nhưng chế độ S lại không mang tới nhiều trải nghiệm tạo sự khác biệt như cách mà Honda City làm được. Còn về hệ thống treo, Almera có hệ thống treo cứng hơn, trong khi City mềm hơn. Điểm này mỗi người sẽ thích một kiểu. Nếu như City đi một mình và qua ổ gà, người lái sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi đi với nhiều người thì Almera sẽ ghi điểm. Chưa kể khi vào cua, City cho độ nghiêng thân xe lớn hơn so với Almera, nên công bằng mà nói, mình vẫn thích hệ thống treo trên Almera hơn một chút xíu. Dù nếu để đi một mình thì kiểu mềm trên City cũng khá hay. Về khả năng cách âm thì rõ ràng là một điểm cộng hoàn toàn cho Nissan Almera. Còn về khả năng quan sát, cả hai mẫu xe này cũng đều lần đầu tiên áp dụng đó là đặt gương lên cánh cửa thay vì là cột A. Thì lúc đầu tiên mình nghĩ rằng chắc là vì việc giảm bớt điểm mù thì nó cũng sẽ như nhau thôi. Nhưng khi phải cầm lái Nissan Almera rồi thì mình mới thấy rằng rõ ràng mẫu xe này sẽ giải quyết được điểm mù tốt hơn. Đây, như các bạn nhận thấy đây thì chúng ta sẽ có một ô cửa kính lớn hơn hẳn. Hay là cách vuốt ở cột A ở đây thì nó sẽ thẳng cao chứ không bị cong cũng như là dày so với cả City RS. Về điều hòa cũng vậy thôi. Honda City RS mặc dù thế hệ mới thì đã giải quyết được điều hòa ổn hơn so với đời trước, nhưng giữa trời thời tiết mùa hè như thế này thì chỉ thực sự là khi vào buổi tối thì mình có thể cảm nhận được độ lạnh. Mình có thể để 27 hay là 28 độ nấc gió 1, nhưng vào ban ngày như thế này thì rõ ràng là thời gian làm mát sẽ lâu hơn so với cả Nissan Almera, hay là chưa kể nếu như so với cả Toyota Vios hay là Mitsubishi Actra cũng vậy. Điều hòa của City RS gần như là không có cửa. Nhưng có một điểm mình thấy khá hay trên City RS đó là 8 loa thay vì 6 loa. Không chỉ là vì số lượng loa lớn hơn đâu, mà bởi vì chất lượng của loa thì cũng tốt hơn. Nếu như Nissan Almera sẽ giải quyết tốt hơn ở những cái bài có âm cao hay là độ trong trẻo chi tiết của một bài hát, thì âm bass sẽ hơi bị nông hơn một chút so với cả City RS. City RS thì giải quyết âm bass một cách tròn trịa hơn, không bị nông, không bị sâu. Đấy, nhưng mà tất nhiên là để đạt được đến độ hay như là bộ loa hàng hiệu thì vẫn còn là một khoảng cách khá xa. Nhưng xét ở trong phân khúc thì cả hai mẫu xe này lại một lần nữa đều làm được khá tốt về loa chất lượng âm thanh so với cả những mẫu xe đến từ các đối thủ. Cả hai đều được trang bị những tính năng an toàn cơ bản tương đồng như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nhưng để nói sâu hơn thì Almera sẽ nhỉnh hơn với cảnh báo điểm mù, bảo phương tiện cắt ngang phía sau, và dù camera của hai mẫu xe đều cho chất lượng hiển thị không quá đặc sắc, nhưng dẫu sao camera 360 độ của Almera cũng phát huy tác dụng nhiều hơn. Ví dụ như ở bãi đỗ xe này, bạn sẽ không phải chỉnh hạ gương như City để thấy căn xe vào giữa vạch kẻ hơn. Vâng, vậy là vừa rồi mình đã hoàn thành xong bài đánh giá Honda City RS và Nissan Almera phiên bản CVT cao cấp nhất. Rõ ràng mỗi mẫu xe đều có những lợi thế riêng cho mình và vẫn còn những nhược điểm cần cải thiện. Hy vọng mọi người đã có được sự lựa chọn. Còn video tới đây là kết thúc. Mong các bạn cũng đừng quên nhấn like nếu thích, đăng ký kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.